아버지, 저 할 말 있어요. 뭐야? 저는 이 집이 싫어서 저 먼 나라에 갈 거예요. 그러니까 돈 주세요. 아가, 집을 떠나다는 것은 아니한다. 싫어요, 돈 주세요. 아하, 안 되는데. 감사합니다. 돈 많아, 돈 많아. 진짜 난 망했어. 아, 이제 나는 거지가 되었어. 망했어. 나 이제 배도 고프네. 안 되겠다. 저 돼지고 먹는 쥐엄매매라도 먹어야 되겠다. 배고파서 안 되겠어. 안 되겠다. 우리 아버지께 들어가야 되겠어. 아버지. 아니야. 다 왔다. 다 왔다. 아버지. 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. 이제 저를 아들이라고 부르지 마세요. 그 돼지 똥이야 치우는 일꾼에게 이걸로 불러주세요. 그게 무슨 말이냐? 네. 나는? 나는 내 아들이다. 아버지, 아자. 어? 이 처음 보는데? 너 어디서 왔니? 나 저 멀리에서 왔어. 너 돈 좀 있니? 응. 그래 보자. 돈 있어야 친구 할 수 있거든. 여기 봐봐. 우와, 왜? 우리 친구 가능하겠다. 키. 에이, 거지네 이제. 이따 가야지. 자, 뒤에 불 좀 켜주세요. 우리 렘넌트들 예배 드릴 준비 됐어요? 선생님이 앞에서 보니까 우리 친구들은요 예배 드릴 준비 다 된 것 같아요. 자, 얘들아, 선생님이 지금부터 진짜 진짜 신기하고 놀라운 소식을 한 가지 알려줄게요. 얘들아, 하나님께서요 우리가 태어나기도 전에, 이 세상이 지어지기도 전에 우리 렘넌트 한 명 한 명 한 명을요 선택하시고 불러주셨대요. 과연 그게 뭔지 우리 함께 찬양할 거예요. 보배롭고 존귀한 함께 찬양합시다. 자, 함께 찬양합시다. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 두려워하지 말라.
너는 내 것이라. 나는 여호와 하나님 너를 사랑하니 땅끝까지 세상 끝날까지 너와 함께 하리라. 너는 부드럽고 존귀한 랩런트 이 땅 살릴 존귀한 랩런트 하나님 너를 통해 일하시니 어디든지 주님과 함께하리. 자, 우리 랩런트 우리는요 하나님이 선택하시고 부른 보배롭고 존귀한 사람이에요. 함께 찬양합시다. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 두려워하지 말라. 너는 내 것이라. 나는 여호와 하나님 너를 사랑하니 땅끝까지 세상 끝날까지 너와 함께 하리라. 너는 부드럽고 존귀한 어디든지 주님과 함께하니 땅끝까지 증인되리라. 잘했어요. 그럼 우리 이제 예배 시작하기 전에 기도할 거예요. 우리 친구들 두 손 모아보세요. 두 손 모으고 눈 감고. Bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện nào. Cảm tạ Đức Chúa Trời là cha của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì từ trước buổi sáng thế, Ngài đã gọi con làm lem nân, làm con cái của Đức Chúa Trời. Và Chúa đã giúp con gặp được hội thánh, gặp được mục sư duy nhất giao truyền phúc âm. Cũng giống như người cha chờ đợi con của mình. Hôm nay Đức Chúa Trời Ngài cũng chờ đợi tất cả mọi người trở về với Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, Chúa giúp con có thể giao truyền duy nhất phúc âm đến tận cùng trái đất cho tất cả mọi người đang rời bỏ Đức Chúa Trời. Chúa giúp con trở thành người giao truyền phúc âm, hội thánh giao truyền phúc âm, mục sư giao truyền phúc âm cho thế giới. Và thì giờ này, còn nhân danh Chúa Giêsu công bố tất cả thế lực bóng tối ngăn cản buổi thờ phượng này phải bị sụp đổ. Và Chúa cũng ban cho mục sư giao truyền phúc âm, ban cho ông có năng lực từ ngôi thiên quốc xuống. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ôi các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng xem lời Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta cùng đọc chủ đề hôm nay nào. Chúng ta cùng đọc theo. Bằng danh của Chúa Giêsu ở Nazareth. Và hôm nay chúng ta cùng thấy lời của Chúa rất quan trọng. Chúng ta cùng đọc lời Kinh Thánh này nào. Tôi mong rằng sau này các bạn sẽ cùng đọc với cha mẹ của mình nhé. Hôm nay chúng tôi cùng đọc ở đây.
sau này các bạn cùng trở về nhà đọc với cha mẹ của mình nhé. Cha Peter nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, hãy đứng dậy bước đi. Đúng, chúng ta phải đọc như vậy nhé. Hôm nay chúng ta cùng xem vở kịch này. Chà, ở đây là đâu vậy? Ở đây chính là đền thờ. Đền thờ là cái nơi người ta đi rất nhiều qua lại. Tất cả mọi người đi vào đền thờ đều đi qua nơi này. Nơi này được gọi là đâu? Là cửa đẹp của đền thờ. Cho nơi này là nơi người ta qua lại nhiều nhất. Và hôm nay có ai xuất hiện ở đây nào? Ô kìa! Người này là ai vậy? Người này là người thật sự tội nghiệp đáng thương. Tại sao vậy? Bởi vì từ khi sinh ra đã bị bại liệt, bị què, không đi được. Và người này có đến bệnh viện cũng không thể chữa được. Các bạn cũng nói theo tôi, không ai có thể chữa được bệnh. Đúng vậy, không ai có thể chữa được cho người này. Bởi vậy mà mọi người đã khiêng cái người bại liệt này từ khi mới sinh ra. Họ vác người này đặt vào cửa đẹp đền thờ. Và các bạn xem ở đây nào. Và cái người không đi được ở đây xem nào. Chúng ta thử đỡ nào nào. Thử xem. Chúng ta thấy người này từ khi mới sinh ra đã không đi được. Thật tội nghiệp. Và chúng ta cùng nghe thêm người này nói gì nhé. Ta từ khi mới sinh ra đã không đi được rồi. Ôi, không ai có thể chữa được bệnh cho tôi. Bởi vậy mà tôi bỏ cuộc, tôi chán quá. Cái mà tôi có thể làm được lúc này chính là đi ăn xin cho tôi một đồng xu, xin cho tôi một đồng nào. Đi xin mọi người cho tôi một đồng xu đi, xin thương tôi. Tôi xin đúng một đồng thôi, cho tôi đi. Ồ, phải cho tiền. Và lúc này đây có một người kia đi đến đền thờ để cầu nguyện. Người đó chính là ai vậy? Chào các bạn trẻ. Ta là Peter. Ta vừa nói ta là ai? Đúng rồi, ta là Peter. Ta ban đầu là người kéo cá, là người đánh cá đó. Ta là nghề ngư dân. Kéo lên nào. Thế rồi, một ngày kia, ta đã gặp được Chúa Giêsu đến tìm ta. Hỡi Peter, ngươi hãy theo ta. Ta sẽ khiến ngươi trở tên tay đánh lấy người. Ngươi hãy theo ta. Ồ, nói gì vậy? Gọi tôi đi theo để làm tay đánh lấy người sao? Hỡi các bạn em đông ơi. Ồ, tay đánh lấy người là gì? Ở đây có ai biết không? Có ai biết điều đó không? Ồ, không phải vậy đâu. Tay đánh lấy người. Ồ, thử... Bạn cứ thử nói cho tôi biết là gì vậy? Ồ, đúng rồi. Tay đánh lưới người. Tức là những người đang bị Satan bắt giữ, trói buộc, bị rơi vào trong bóng tối, rủa xả, địa ngục, cái chết. Vậy bây giờ phải giao truyền phúc âm cho người đó để họ nghe phúc âm.
họ sẽ được giải cứu ra khỏi Satan. Đó chính là tay đánh nơi người. Tôi được gọi làm tay đánh nơi người rồi các bạn ơi. Vậy tôi chính là tay đánh nơi người. Và tôi còn có một lời xưng nhận. Lời xưng nhận quan trọng. Chúa là Đấng Christ, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Các bạn nghe rõ chưa? Chúng ta cũng cùng xưng nhận lớn như vậy được không? Chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 và xưng nhận Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống nhé. 1, 2, 3. Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Với chúng ta đã xưng nhận rồi phải không? Và chính Chúa Giêsu là Đấng đã cứu chuộc chúng ta. Ngài chịu đóng đinh chết trên thập tự giá rồi. Và Chúa Giêsu này là Đức Chúa Trời, bằng chứng Ngài là Đức Chúa Trời, đó là từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh sống lại. Và bây giờ Ngài đang ở trên ngôi thiên quốc và ở cùng với chúng ta bằng Đức Thánh Linh. Các bạn hãy nhớ rõ điều đó nhé. Ô kìa, Chúa ơi, Chúa ơi, cái gì vậy? Xin cho tôi một đồng được không? Cho tôi một đồng xu, xin thương tôi với, xin cho tôi sự thương xót đi. Ồ, đây là người bại liệt ư? Hãy nhìn vào ta đây. Ta không có vàng, bạc, chi hết. Nhưng điều ta có, ta cho ngươi hôm nay. Đó là nhân danh Chúa Giêsu ở Lazaret. Ngươi hãy đứng dậy bước đi cho ta. Đứng dậy rồi. Tôi đứng dậy rồi. Các bạn ơi, tôi đã đứng dậy được rồi. Và bây giờ ta không cần cái nạng này nữa. Đúng rồi. Ta đã nhân danh Chúa Giêsu Christ ở Nazareth đã chữa lành cho ngươi khỏi bệnh què rồi. Ôi, chúc mừng bạn, chúc mừng mọi người. Và bây giờ, ngươi là con Đức Chúa Trời rồi. Chúc mừng bạn đã khỏi. Và chính lúc này đây, ô kìa, ai đã dám làm ồn ở cửa đền thờ này vậy? Ông là ai vậy? Ta là người cao nhất của Israel này. Là người cao nhất sao? Dân Israel này, ta là thầy tế lễ thượng phẩm cao nhất dân Israel này đây. Ồ, ông nói ông là thầy tế lễ sao? Ông là thầy tế lễ tại sao đến đây? Chúng tôi vui quá trên đã nhảy múa vui vẻ. Vậy thì các ngươi có việc gì mà vui nhảy múa như vậy? Ồ, tại đây có một người
người què, từ khi sinh ra đã không đi được rồi. Đúng rồi, đây là người què, luôn luôn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ đó. Và chúng tôi luôn luôn nhìn thấy người này và mỗi ngày đưa người này đến để ngồi ăn xin. Vậy thì sao? Vậy có việc gì? Tuy nhiên, Führer này đã khiến cho người què đứng dậy bước đi. Người nói gì vậy? Không ai, bất cứ ai có thể chữa được bệnh què cho người này. Tuy nhiên, Führer đã khiến người què này được khỏi bước đi này. Nhìn đây. Đúng rồi. Tôi làm vinh hiển Đức Chúa Trời là đấng đã chữa lành cho tôi hôm nay. Ngươi là Führer phải không? Ngươi đã làm việc gì ở đây vậy? Ngươi đã nhân danh ai? Ngươi đã lấy quyền của ai để ngươi khiến người què này đứng dậy bước đi được? Bây giờ ông thử nhìn xem người bị què này. Ông hãy hỏi họ xem người này đã được đứng dậy bước đi được cứu rỗi thế nào. Ông hãy hỏi người đó trả lời cho. Người què này đã được chính Chúa Giêsu là đấng chịu đóng đinh nhân thập tự giá. Danh của Ngài đó đã bị các ông đóng đinh trên thập tự giá. Người đó khiến người què này đứng dậy bước đi. Và chính Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu này từ trong kẻ chết sống lại. Tên Ngài là Lazarus, là Giêsu ở Lazarus, đã khiến người bệnh này được khỏe, được chữa lành, hôm nay đứng trước mặt ông đây. Bây giờ dưới trời này không có một danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Duy nhất chỉ có danh Chúa Giêsu mà thôi. Ôi, thật xấu hổ. Ta cũng cần phải được cứu rỗi để được làm con Đức Chúa Trời thôi. Xấu hổ quá. Và các cô giáo đã chuẩn bị rất tốt. Hỡi các bạn ơi, trong một tuần, các bạn sẽ nhân danh Chúa Giêsu Christ để công bố, rồi cha mẹ các bạn sẽ cùng tập luyện. Ồ, các bạn tập luyện vở kịch này rất là tuyệt vời. Đó là các bạn nhân danh Chúa Giêsu và công bố tại nhà. Các bạn thấy rằng người bệnh này không ai có thể chữa được. Người này là người ăn xin tại cửa đẹp đền thờ. Tất cả mọi người đi qua đều nhìn thấy mà không làm gì được. Nhưng Führer đã nói rằng ta không có vàng bạc chi hết. Nhưng ta đã có nhân danh Chúa Giêsu ở Nazareth. Công bố, người hãy bước đi. Và chính danh Chúa Giêsu này đã đến với chúng ta và chúng ta đã tin danh Chúa Giêsu. Cho nên trong tuần này, tôi mong các cha mẹ hãy cùng con mình tập luyện lại vở kịch này và chúng ta cùng xem danh Chúa Giêsu là danh thế nào nhé. Và Kinh Thánh nói gì nào?
ta ban cho ngươi quyền giày đạp rắn, bọ cạp, không gì làm hại các ngươi được. Ngươi hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được khỏi. Cho nên cha mẹ cũng hãy đặt tay trên con trẻ cầu nguyện, chúc phước và nhân danh Chúa Giêsu giúp cho các em cũng có thể đứng dậy để công bố danh đó. Và hôm nay không còn nhiều thời gian, tôi sẽ kết thúc hơi sớm nhé. Và trong tuần này chúng ta sẽ có sứ mệnh gì đây? Đó là trong tuần này chúng ta sẽ cũng nhân danh Chúa Giêsu ở Nazareth công bố đứng dậy bước đi. Và bây giờ các nam nhân đang ở hải ngoại cũng hãy làm như vậy nhé. Phêrô này đã biết điều gì nào? Đã biết về danh của Chúa Giêsu Christ có năng lực, có quyền phép. Trong danh Chúa Giêsu có năng lực, có quyền phép đó. Cho nên với một người què từ lúc sinh ra đã công bố danh Chúa Giêsu và chữa lành cho người đó. Tôi nhân danh Chúa chúc các bạn một tuần nhận ứng đáp. Đây chính là các bạn. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ đến buổi lễ 2 dâng hiến. Và bây giờ có chương trình huấn luyện cho gia đình mới. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện chúc phước để kết thúc. Bây giờ nguyện xin ân điển của Chúa Giêsu Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Cha và sự cảm động của Chúa Thánh Linh. Hôm nay xin Chúa ở trên tất cả chúng con là những người sẽ nhân danh Chúa Giêsu cứu sống thời đại đang bị bóng tối trói buộc. Chúa cùng chúng con từ bây giờ cho đến đời đời. Amen.